xin mến chào quý ông bà cô chú bác quý vị khán giả. Mùa xuân Tết đến lại về trên kênh nhà yêu nho nhỏ yêu thương của con Út. Con hy vọng tình thương của quý vị bấm vào trang nhà yêu thương của con, xem đăng ký subscribe cùng với con nha mọi người. Khi mà con làm YouTube á mọi người ơi, ai cũng mong muốn rằng đăng video lên để có nhiều lượt xem, để có thể được lãnh tiền trên trang nhà YouTube. Một điều đó ai cũng mong muốn thưa quý vị ạ. Nhưng kênh nhà nho nhỏ của con thì chỉ có mấy vài chục lượt xem mà thôi, cũng không được là bao nhiêu cả. Bởi vì vậy mà con cũng hy vọng quý vị xem nhiều cho con thì con được lãnh tiền YouTube nha quý vị. Còn nếu như mà xem ít quá thì cũng chẳng có đồng bạc, đồng xu cắt bạc nào hết ông bà cô chú bác ơi. Bởi vì vậy đối với người ta được làm YouTube, người ta đăng lên, người ta được nhiều lượt xem thì YouTube trả tiền được rất là nhiều. Con cũng hy vọng quý vị cũng mơ, cũng mộng rằng là một ngày nào đó tự nhiên trang nhà YouTube của con, kênh của con sẽ có nhiều lượt xem, mấy trăm ngàn lượt xem như vậy đó ông bà. Cái được lãnh tiền đỡ khổ, đỡ vất vả gài đây mai đó lắm ông bà ơi. Cuộc đời này không vợ không con, một coi cha lai lắc qua ngày thì chỉ biết là vươn lên trong cuộc sống. Và quay những cái cảnh đẹp, con sẽ quay cái cảnh này cảnh kia cho quý vị coi, để quý vị vào coi để ủng hộ cho con Út nha quý vị. Để con có thể là có cái lượt xem, để trang nhà YouTube có thể cho tiền, trả tiền cho con đó quý vị ơi. Bởi vì vậy mà quý vị coi cũng biết rồi, khi mà bấm vào kênh nhà yêu thương của con Út đó quý vị, chỉ có vài chục người xem thôi, con không có được lãnh tiền trên YouTube. Bởi vì vậy mà bằng cái sự kêu gọi, bằng cái lòng thành yêu thương của con hy vọng rằng quý vị gần xa, bà con cô bác cô chú anh chị em trong mọi người ở trong nước cũng giống như bà con cô bác cô chú anh chị em ở hải ngoại, mọi người chia sẻ, mọi người xem trên kênh nhà yêu thương của con, để con có thể có được cái đồng ngân, đồng tiền trên kênh nhà YouTube. Con có thể mua đồ ăn, thức uống, một cái cuộc sống qua ngày thôi thưa ông bà cô chú bác ạ. Cảm ơn tất cả mọi người lúc nào cũng dành thời gian chút ít ra để xem qua trang nhà yêu thương của con Út. Mến chúc cho quý vị thăng tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, sở nguyện thì được tùy tâm, sở cầu thì được như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Một câu niệm Phật tâm chúng sanh để trở thành tâm Phật, một câu niệm Phật ao nước đục để trở thành ao nước trong, một câu niệm Phật tăng trưởng phước duyên và tiêu trừ nghiệp chướng. Con xin kính chúc ông bà quý vị lúc nào cũng vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Quý vị ở xa quê hương, xa nửa vòng tròn trái đất thì lúc nào cũng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương. Từ nay con Út sẽ có cái món ăn này, món ăn kia, cảnh này, cảnh kia, con sẽ gắng cố gắng đăng lên trên kênh nhà của con để có nhiều lượt xem cho quý vị xem cảnh này, cảnh kia, để con có thể lấy được cái đồng ngân trên kênh nhà YouTube thôi ông bà ơi. Chứ bây giờ mình quay đơn sơ quá thì không có gì vui, thì quý vị cũng không có vào xem trên kênh nhà của con. Con chỉ mong muốn một điều gần quý vị vào xem để con có thể có tiền YouTube mà thôi ông bà. Đối với những người anh, những người chị đi trước á, người ta làm YouTube á, người ta nấu ăn thôi ông bà, ăn uống no nê no sai thì được lãnh rất là nhiều tiền ông bà ơi. Bởi vì vậy mà con cũng hy vọng rằng con cũng giống như anh chị á ông bà, đặng quay lên có thật là nhiều lượt xem để gửi đến ông bà cô chú bác tất cả mọi người, đặng cái tình cảm yêu thương của con nha quý vị. Cảm ơn quý vị lúc nào cũng đồng hành trên kênh nhà nho nhỏ bé nhỏ yêu thương của con. Con chỉ là một hạt cát ngoài biển khơi mà thôi, cũng là một hạt bụi trần nho nhỏ mà thôi thưa ông bà ơi. Con cũng hy vọng, rất là hy vọng tất cả quý vị lúc nào cũng nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống, là con Út đã vui rồi. Rồi đời là giả tạm, cung vàng điện ngọc mà chi, khi trở về với các bụi thì cũng đều đôi tay trắng. Đến từ nơi nào, đến từ nơi đâu, đến từ các bụi cho tàn hay đến từ bọt biển, khi ra đi cũng đều đôi trắng tay. Xin sống ở cõi dương trần này, hãy dành tình cảm cho nhau, hãy dành cái tình thương cho nhau trong kiếp vô thường này thưa quý vị ạ. Đời là giả tạm mà thôi, vô thường lắm, vô thường, không đợi già, không đợi trẻ, không đợi bất kỳ điều gì cả thưa quý vị ơi. Tiền tài vật chất, danh vọng tiền tài, khi mà hơn thua đố kỵ để xa có cõi trần này rồi, chúng ta cũng phải trở về đôi tay trắng mà thôi thưa quý ông bà cô chú bác ạ. Một cái tình cảm yêu thương của quý vị dành trên kênh nhà yêu thương của con Út, lúc nào con cũng xin nguyện cầu chúc cho quý vị
luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống mà thôi ông bà cô chú bác ơi. Từ nay quý vị ơi, con có cái cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, con Út sẽ quay rồi đăng lên cho tất cả mọi người xem thật là nhiều cảnh. Ông bà nhớ thương con Út thì ông bà bấm vào coi cho con nha. Ông bà có nhiều lượt coi, có nhiều lượt xem thì con Út sẽ được nhà tiền trên YouTube cho con Út, trả cho con Út đó quý vị. Đó, nếu mà xem có 20-30 người, có 100 người thì không có được lãnh tiền đâu ông bà ơi. Xem ít quá để nói là trên YouTube người ta không có trả tiền cho. Bởi vì vậy mà xem nhiều để cho con có được trang trải cuộc sống qua ngày thôi ông bà, để cho cuộc đời con nó đỡ vất vả hơn ngày đây mai đó mà thôi thưa quý vị ơi. Đó, tâm tích Phật lòng thành có Phật, Phật tích tâm chứng tại tấm lòng. Tâm ta có Phật ở nơi nào ta cũng có Phật, tâm ta không có Phật dù cho ta có đi chùa lại Phật, ta cũng không có Phật ở trong tâm, xin trở về với Đức Phật A Di Đà từ bi thưa quý vị ạ. À, đó, để cho chúng con trở về với Đức Phật, làm những cái công chuyện thiện lành và yêu thương, gửi cho quý vị ngàn lần chia sẻ một cái tình cảm yêu thương của cuộc đời con thôi quý vị ạ. À, để cho quý vị vào xem những cái cảnh vật yêu thương. Đời là vô thường giả tạm, nay có mặt trong cõi trần này rồi phải trở về với các bụi mà thôi. Đừng ganh ghét, đừng hơn thua, đừng phỉ báng, đừng chê cười ai điều gì cả, để cho chúng ta được sống trong cảnh lành, được cho chúng ta được trở về với Đức Phật từ bi yêu thương. Quý vị ơi, con rất là vui, lúc nào cũng vui để cho quý vị xem cái cảnh này cảnh kia, ông bà coi cùng với con nha. Con sẽ cố gắng đi chỗ này chỗ kia đặng con có thể quay cho ông bà cô chú bác coi những cái cảnh vật. Thì người ta làm YouTube á ông bà, nói chung là người ta đi dữ lắm, người ta đi nhiều nơi nữa, nhiều chỗ nữa, đi gắt là nhiều mới có cảnh quay đó ông bà. Rồi người ta có nhiều lượt xem rồi YouTube người ta mới trả. Nếu như mà mình làm YouTube á, mình không có quay cảnh này, không quay cảnh kia, không có quay, không có gì hấp dẫn, người ta cũng bỏ đi, người ta không có xem ông bà ơi. Bởi vì vậy từ đó giờ con Út cũng quay những cái cảnh đồ gì chắc cũng có lẽ là đơn giản thôi, nên kênh YouTube của con cũng chưa có phát triển. Bởi vì con sẽ quay cảnh này cảnh kia, con chỉ mong là ông bà thương con Út và ông bà bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe và chia sẻ cho con nha ông bà. Lúc nào con cũng mong tất cả mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.